Xe Cứ Đá xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục cuộc hành trình, nhà mình đến với cái hang động Đục To, gọi được coi là to nhất của vùng phía đông của nước Mỹ. Thì cái hang động này nó phát hiện ra khi mà có những cái kiểu tình cờ ấy, người dân địa phương ấy là họ đi chơi và họ thấy một cái luồng không khí rất là lớn, nó mát lạnh bốc lên và họ phát hiện ra đây là một cái hang, nhưng mà không nghĩ đây là một cái phát hiện gọi là thế kỷ. Và hôm nay nhà mình vì nó ở gần cái quần thể này và có rất nhiều những cái trò chơi khác. Ví dụ như là mình có thể đến thăm cái hang này này, cũng như là mình chơi thêm một số những cái xung quanh như là bảo tàng đồ chơi này, hay là bảo tàng ô tô ấy. Cho nên mình quyết định là đi vào đây để khám phá. Thì mời các bạn đi cùng gia đình mình nhá. Ở trên này thì mình sẽ thấy đây là cái bảo tàng đúng không? Kiểu gọi là một trưng góc trưng bày đồ chơi này. Rồi là cái car carriers là như kiểu cái xe ngựa, xe chở ấy. Đấy, và một cái khu vườn thế này thì mình sẽ lần lượt mình vào mình khám phá một chút xem như thế nào. Thì thế cái vé này thì người lớn là 32 đô và trẻ con là 16 đô. Thì đọc review thì người ta bảo là vé hơi chát, nhưng mà thực ra nó bao gồm cả mấy cái này luôn vào thành một quần thể, cho nên là mình đi thì cũng được. Đây, ngay cửa mình sẽ thấy một số những cái bức ảnh mà vẽ ngày xưa đó, họ khám phá ra cái hang động như thế nào, cũng như là cái hình ảnh đây, ví dụ những cái người đầu tiên ấy, họ thấy một cái hố này. Thế xong rồi bắt đầu họ thấy hay thì họ thấy nó mát. Đấy, hóa ra là tôi ở bên dưới, một bác đã nhảy xuống đây. Bây giờ mình sẽ vào xem nhé, xem nó có giống như những cái hang động ở Việt Nam không. Về Việt Nam rất là nhiều hang động luôn. Đây, trên đường mình vào cái động này. Họ có rất nhiều bán đồ lưu niệm, nhưng mà khi ra mình xem. Đi coi. Cabin tour. Xuống dưới thì dễ thôi, đi động dễ thôi. Vẫn còn đang bị bệnh đi công viên quốc gia, sợ đi bộ, đội sợ đi bộ. Đi mà 5 dặm, 6 dặm mà nhân lên là gần chục cây số, đương nhiên chẳng sợ. Đi mà quen nhỉ. Cái đường vào rất là rộng này. Và đợt này hôm nay là mình đi, thứ nhất là sáng sớm, là một thứ hai là ngày thường, nên là vắng, gọi là skinny riêng nhà mình luôn. Beautiful cabins. Là kể chuyện với ba người, hai người này là anh em này, với cả 10 em họ. Đấy, ba người phát hiện ra cái hang động này. Đi. Đi. Right, Kevin, phát hiện đây. What will you discover? Đây bây giờ vào đường vào đây các bạn. Họ thắp đèn hết rồi. Trong này rất là mát, cái mùi động, mùi đất. Mùi đất nhỉ? Mới đi vào lòng đất này. Đúng là người ta phát hiện là tư nhân nhỉ? Người ta làm nó thành cái kiểu du lịch rồi, giống như là ở dưới Hạ Long vậy. Tức là làm đường rất là phẳng, rất là dễ làm. Đây, bên này. Đây, nó rất nhiều, nó sẽ làm vào tít. Đẹp chưa? Động ngũ này. Đây là cái động đá của nó đấy. Ẩm ẩm. Đẹp chưa? Thôi xin tôi lưu đấy. Tất cả nó mình xem chỗ đẹp nhất thì mình sẽ chụp. Nhụ rồi. Kinh nhỉ. Nhiều thứ hơn Việt Nam, mà riêng cái kiểu điều kiện tự nhiên thì cũng chưa chắc đã phải là cái nào mình thấy mình cũng phải là gọi như là trầm trồ. Thì hai bên cũng có hai bên là cũng vẫn có những cái động đá thế này rất là đẹp. Đi bộ tản vào bên trong những chỗ nào đẹp thì họ sắp đèn lên cho mình thấy được cái kiểu như cái vân đá ấy, như thế nào. Đây là cái chùm nhũ này, nhũ nó rủ xuống này. Động rất là rộng luôn đấy.
Nhưng là ở trong này nó sẽ kiểu như trên dựa trên cái hình dáng của cái động ấy, mà họ sẽ có những cái đánh số, ví dụ như là bộ xương skeleton của George này, hoặc là Fluto Ghost này, đúng không? Hoặc là Dream Lakes tất cả, thế là những cái mà ví dụ ấy, giống như Việt Nam mình ấy, kiểu là chỗ này là chỗ tượng Bồ Tát này, chỗ này là chỗ tượng đồng tiền này, kiểu đấy, thì họ, người Mỹ họ cũng có những cái văn hóa ví von như thế. Đấy. Tuy nhiên là ôi cái chỗ này thì nó cứ nhú 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 như là bị kiểu như là cái nấm cái cục cam thất. Tùy từng nơi mà họ sẽ có những cái hơi khác khác nhau một chút, hãy mô tả và sẽ có những cái gọi là chú thích khác nhau, thì mình cứ để nha mình ngắm thôi. 50 triệu năm trước. Úi dồi. À, đấy là cái 50 triệu năm thời gian. Million years old mà. Đấy, có cái tuổi đấy. Và những cái này là nó giống được ví như là cái mái vòm, vòm của nhà hát. Kiểu mái vòm nhà hát. Ờ đấy, nhưng mà gọi là cứ ví vòm thôi chứ chắc nó giống thật thế nhưng mà người ta đặt tên đấy, cho để dễ nhớ. Từng cái góc một. Về phía bên này thế này, ví dụ phía bên này là một cái hai dựng này. Chồm như là chú mưa này. Dạ. Ở Việt Nam mình cũng đặt như này, cũng đặt theo kiểu tên từng góc góc một. Ừ. Ủa, bên này cũng đẹp này, sửa như một dạng núi này. Ui, anh chàng nó kìa, chị kia đẹp. Bên này là cái một quả núi luôn này. Đẹp. Ui, hai cái kia nó chạm vào nhau kìa. Anh chàng Lavi kìa, nhìn kìa, nhìn kìa. Bao nhiêu triệu năm hai cái nó mới chạm vào nhau. Có thấy cái khoảng cách nhỏ này không? Cái đấy á, phải mấy triệu năm nữa nó mới liền với nhau đấy. Trông thế thôi. Bao nhiêu thời gian nước nó có chảy xuống để đấy, đúng không? Nhũ, nhũ đá. Nước nó chảy tong tong đây. Chỗ này là đá rất là trắng đẹp. Ừ. Một trắng như ngọc. Đây này. Màu khác nhau. Đấy, tiếp theo là cái vòm thế này. Thực ra thì đúng là nếu mà đi động ấy, với lại cộng với cái điều kiện âm thanh ánh sáng kiểu gọi như này thì mình phải gọi là tận mắt chứng kiến thì mới thấy được cái vẻ đẹp của nó. U cái chân này rất là đẹp các bạn này. Đấy, nhũ 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 nhũ. Nó vòng phía lên trên như này. Đấy. Như là trăm cái mũi tên nó chuẩn bị rơi xuống. Góc luôn, đúng là sự vẻ đẹp của thiên nhiên. Thế nên là vẻ đẹp của thiên nhiên là mình sẽ thấy được là nó cứ kiểu như là thiên nhiên nó tạo rất là kỳ diệu ấy. Nó xói mòn nước, rồi nước nó chảy tong tong ăn mòn đá. Xong bao nhiêu năm nó mới thành ra được cái những cái công trình như thế này để cho mà chúng ta có thể ngắm được. À, nhũ đá. À, nhũ đá, măng đá, Việt Nam mình cũng gọi như thế. Dạ, là lẽ hơi khác nữa, cái măng đá nó bị giá nữa. Khác một chút nữa. Mọi khi đông chắc khó nhìn lắm, hay là thoải mái luôn. Bây giờ mình đã đi vào thứ hai. Sáng thứ hai người ta ngày thường á, đây là không đông khách du lịch, mình cứ thoải mái mình ngắm nữa. Hầu như chỉ có nhà mình ở trong cái động này. Cái đoạn này là như con sóng đấy các bạn. Quặc. Nhũ đá nó quặc như là con sóng rồi đấy. Đúng rồi, từ kỳ diệu thiên nhiên đó, không cái gì giống cái gì cả. Nước vẫn đang chảy, tiếp tục các bạn. Nó bào, nó chảy đá mòn mà. Nó mào vào, cứ năm này qua năm khác luôn. Nó cứ như là nước nó chiếu bóng xuống hả? Như là hai thế giới luôn. Tất cả đây là nước này. Nhưng mà nó thành đẹp chứng minh luôn này. Wow. Cả một khu này luôn đấy, cả bên kia cả. Wow. Các bạn này phát hiện ra chỗ này này. Cái này đẹp một cách
thần bí luôn này. Ừ, đây để quay một chụp ảnh nhá. Rất thích chụp ảnh. Cái này thì đẹp bởi vì đẹp Việt Nam không có cái đoạn này. Dạ. Không có cái đoạn nước mà đang chảy. Ủa, nhìn này, như cả một thế giới dưới nước luôn này. Wow. Wow. Nó kiểu như nó chỉ là phản ánh thôi nhỉ, nhưng mà nó rất là kỳ bí luôn. Oh, đẹp thế. Oh, hay nhỉ. Cái cảnh này cũng nhận tuyệt vời thật đấy. Dạ. Nước bị trong động nó hơi phẳng đúng không? Còn mình cha sẽ như cô phương, cô phương. Tại vì nó real mà, tức là nó thật mà. Nó đẹp một cách. Nhìn lại không phải là thật chứ không. Đẹp một cách gọi là kỳ bí luôn này. Ủa. Đúng là kiểu như đây gọi là mình xem lại thuyết minh thì nó là dream lake, tức là cái hồ mơ ấy. Là mình nhìn vào đây mà mình không biết là thật hay là thật hay là giả nữa. Một thế giới huyền ảo nhỉ. Ừ, đẹp thật. Ui, nó phản ánh đúng 100% ngược lại luôn ấy. Yeah. Mà trong cái ánh sáng, trong cái điều kiện này, đẹp. Kỳ quan thật nhỉ. Chỗ này thì đẹp thật. Xứng đáng nó phát hiện một thế kỷ đúng không? Cái hồ mơ ấy là đấy, tức là mình nhìn vào mắt thật thì nó ảo rất đẹp lắm. Vì nó hai thế giới lộn ngược lộn xuôi ấy. Trong phim thì có thể nó không hiện rõ bằng, nhưng mà ở mắt thật thì giống như là mình cứ phải dụi mắt mấy lần để xem có phải thật được không. Thật đây là cái hồ hay là nước thật, hay là đây là cái hình ảnh thật ở dưới đáy kia là luôn ấy, nhụy đá ấy. Xâm xấp thôi, nhưng nó lại phản ánh luôn 100% phía trên lên trong suốt nó vắt luôn, cứ nhìn mà thậm chí nhìn phía dưới nó đẹp hơn phía trên nhá. Sao nó ở đấy, con mình đã bảo nhìn phía dưới đẹp hơn là phía trên vì nó long lanh. Nhà mình thì lại đi đây, ấn tượng nhất ở chỗ này, thứ nhất là chỗ cái Dream Lake đấy, cái chỗ ở Nga đẹp lắm đấy, đẹp nhở. Ui giời, chụp ảnh đẹp thế, siêu thế nhỉ. Là mình đấy, chuẩn đấy, giỏi đấy. Nha, yeah, nó khiếu đấy. Đẹp quá. Tuyệt vời các bạn ạ, nhìn này. Không biết chán như cái một thế giới khác luôn. À, ban nãy thì đang giới thiệu với các bạn là ở dưới Hạ Long có một cái hang như thế này mình cũng đi rồi. Nhưng mà riêng cái cảnh mà hồ Dream Lake ấy thì là mình chưa gặp bao giờ. Thế nó quá tuyệt vời luôn. Yeah. Gọi là nửa mơ nửa thực ấy, đẹp thật sự luôn. Có một trí tưởng tượng khác nhau thôi thì mình tưởng tượng thế nhá. Không phải, xem chưa. Ôi, cái đoạn này sâu quá các bạn, sâu mấy tầng luôn đấy. Vừa mới chê hang nhỏ, không hề nhỏ tí nào luôn. Vì chỉ đứng đầu cửa hang thôi. Đúng là người ta gọi là ếch ngồi đại giếng thôi. Đấy, vừa mới bước vào thì nó bé bé, kiểu cứ tưởng là mình biết rồi, nhưng mà ra đi vào sâu vào trong thế là nó vô cùng hoành tráng các bạn ạ. Cao lắm, rộng lắm. Đấy. Đoạn này thì kinh khủng luôn. Đẹp. Nhìn phía sâu phía dưới bên trong. Điểm gọi là đánh dấu là coi như tấm và tấm rèm các bạn, ý như là tấm rèm cửa luôn. Đấy, nó kỳ bí nhỉ. Tức là nhìn vào mắt thường thì nó như là mình phủ cái tấm rèm mà nhất là sân khấu lớn ấy, thì có những cái đoạn mà họ nói là nó sẽ trong suốt à, nó trong suốt là như thế kia kìa, đấy, thì nó sẽ chỉ ánh đèn chiếu vào trong nó trong, đấy. Nhìn như tấm vải, à. Đúng rồi, y như tấm vải luôn, như một cái tấm vải ở trong cái dạp hát này nhỉ, okay. Nhà hát này, đó, trong suốt luôn như cái cuộn vải luôn, rất là gọi là sự kỳ diệu của thiên nhiên đó, trông như là cái cuộn vải này các bạn nhìn thấy không, cái thớ vải gập vào, đấy. Đây nó không rõ bằng cái phía trên này, cái nếp vải rồi.
Nói chung là cái động này to thật, thật sự. Và định nói cái gì thì bảo là nhỏ nhỏ hay bé bé xinh xinh thì thôi, xin mình xin rút lại hết lời luôn. Là rất là đẹp, tuyệt vời. Đấy, với các cái gọi là các cái kỳ quan, các cái khung cảnh nó kỳ bí khác nhau, càng đi sâu vào thì càng thấy nó nhiều những cái kiểu như là rất là kỳ lạ luôn. Là đấy, vậy là sao mình nhà mình cứ nhẩn nha khám phá đúng không? Núi đá, nó đang núi vào hai cái nhau. Trời mong, núi đá. Bạn này cấm sờ tại vì măng nó đang mọc ấy. Vậy tay người chắc là kiểu như là mình có dầu mỡ các thứ ấy, làm cho có thể bị không tốt cho đá nên cấm sờ. Một tấm vải rơi xuống. Như kiểu tấm rèm ấy nhỉ, tấm vải rủ xuống ấy. Chị khó đi này, các bạn phải nhìn cả phía trên nữa nhé các bạn nhé, đừng như mình nhìn mỗi phía ngang phía dưới. Đấy thì sẽ thấy là nó đẹp đúng không? Chỗ nào đẹp nhỉ? Wow, rộng mênh mông nhỉ? Rộng thật. Xuống càng sâu cái tít này. Rộng thật các bạn. Vừa xin lỗi khán giả này, bảo là chắc có bé một tí thôi nhưng không phải. Rộng hơn mình tưởng đấy. Rộng mênh mông đúng các bạn. Tại vì trên ảnh ấy thì nhiều khi họ chỉ để chụp một cái scene ấy, thế mình không để ý được là nó lại có nhiều cái góc và nhiều cái khung cảnh đẹp thế này. Mercy nhỉ? Đáng đi thật. Không đi là phí đấy nha, phải đi. Ai nước này, dưới này nước vẫn đang trũng những đá vẫn đang chảy tong 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 tong, đẹp đẹp lắm đấy. Đây có nhiếp ảnh gia đang cũng đang chụp ảnh đây đấy. Hai nhiếp ảnh gia, ông này là chụp ảnh, còn đây là Dũng nhà mình đây. Cái động này vòm to ấy, đẹp vãi luôn, như là chỗ này thì như là làm một cái khoảng không như kiểu nhà thờ ấy nhở. Mênh mông. Gọi là rock music. Hoặc là chỗ này thì mình sẽ quay kỹ lại nhé. Đây là như hai con đệm vàng luôn đấy các bạn. Đấy. Trong này thì lại có một con chim, con vẹt. Đấy, con vẹt này. Con vẹt này. Là cái các bạn nhìn này, đây là cái giếng trời ấy. Giếng trời ấn nước đây, trong mình cho người ta thả tiền quyên góp xuống. À. Trong hàng năm người ta sẽ ấy đi. Hàng năm người ta sẽ rút nước để người ta lấy tiền. Từ trước đến giờ là 1 triệu.
Nó cho vào đi, nó cho vào cầu may đi. Đây này, cái tiền này không, người ta cho làm charity mà. Nhũ đá ngay gần mình luôn. Chỗ này là người ta phải cắt bớt đi cho mình đi qua này, không chạm vào đầu này. Đẹp nhờ. Mãi không hết cái chỗ này. Này uống nước này. Nhưng mà như con như là ngọc trai các bạn nhỉ, như hai con ấy giò hai con ờ đấy, nó thì bà tamago cũng trứng cho mình giống như là ngọc trai. Mình không bỏ phải bỏ qua là nam châm đúng không, sẽ mua một cái gì đấy. Mình thấy cái này rất là nhiều cái đều khác vụ đẹp ấy. Rồi là cái động này cái này cái đẹp nhỉ, cái này trông là một trong hai cái này tùy thế nào được ba vì không chỉ cửa hiệu tạp hóa, coi gọi là cửa hiệu bán hàng lưu niệm đấy, cái vật phẩm đây. Thế vậy là lúc đầu mình nghĩ là chắc là cái động này nó bé mà chỉ 5 phút là xong, nhưng mà thực ra là mình đã mất 1 tiếng rưỡi để khám phá hết cái vẻ đẹp của cái động này, mà thực ra là cũng chưa hết. Nếu mình ngắm nữa, ngắm mãi vẫn cứ thấy nó đẹp, nên là các bạn nhớ là đừng bỏ qua cái điểm này nhá. Mình nghĩ là nên đi để biết được là có những cái sự khác biệt giữa các cái động khác nhau như nào. Kể cả động Việt Nam mình rất là đẹp, nhưng mà động ở bên Mỹ cũng có cái vẻ đẹp riêng. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.